người, mình là Zinobi đây. Rất vui khi mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của mình và cũng như đăng ký subscribe cho kênh nha. Mình đã nhận được phản hồi rất tốt của nhiều anh em, cũng như là tạo cho anh em thêm động lực để có thể come out, cũng như là tư vấn cho anh em hiểu hơn về những dòng sản phẩm giống như là keo chức năng nè, binder nè, hép sách, bum. Và hôm nay sẽ là một cái dòng sản phẩm cũng khá là mới mẻ đối với những anh em mà chưa biết đến, đó là S2B. Mọi người cùng theo dõi tiếp với mình là S2B là gì nha. S2B là một dụng cụ để hỗ trợ anh em đi tiểu ở những nơi công cộng, có thể tự tin hơn. Mình có thể đi toilet nam nè mà không phải đi quỵ như toilet nữ để nghe những câu hỏi là ủa là nam hay là nữ mà là đi vô trong đây. Thì tránh những trường hợp như vậy thì mình nên dùng đó là S2B. Thì S2B nó là cấu tạo là một silicon đúc dạng phễu, giúp cho anh em có thể đi toilet dễ dàng hơn, chống tràn nè, không đọng nước, cũng như là nó sẽ hai trong một độn được và bạn có thể đi vệ sinh cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Bên mình sẽ có tặng thêm dây đeo cho anh em có thể dễ sử dụng hơn, và dây đeo nó mặc giống như quần xịp vậy đó, cho nên là anh em có thể dễ sử dụng. Dây thun giãn oversize 100kg bên mình vẫn nhận may, và bên mình đều tặng thêm size, dây đeo đều có size là M, L, XL theo tùy theo size quần cũng như là cân nặng của các bạn. Thì đây là S2B bên mình nha. Cho nên nó xả thoải mái luôn, nhỏ xíu à. Anh em thì hôm nay mình sẽ quay clip trực tiếp xả S2B mới bên mình cho anh em xem. Độ xả mạnh mà chống tràn thoải mái luôn nha. Xả rất là mạnh. Mày đi nhậu đi chơi rồi này nọ là thoải mái, không sợ tràn, chất silicon an toàn, tuyệt đối cho da. Size vừa đủ xài nha, xả quá mạnh luôn. Ok chưa? Gân guốc đầy đủ, hàng 2 trong 1 nha. Độn được, bắt được. Em mua 1 mà được 2 nha anh em. Quan tâm inbox mình. Cảm ơn mọi người. Theo mình thấy thì S2B nó khá là hiệu quả đối với những anh em giống như là đã sử dụng hóc môn rồi, có ngoại hình gần như là giống như nam á, mà đi vô toilet nữ thì cảm thấy nó khá là bất tiện, thì mình nên sử dụng S2B để tránh những trường hợp như mình đã nói là tại sao là nam mà lại đi vô toilet nữ, để nhiều khi nhiều cái trường hợp nó sẽ khó nói lắm. Cho nên là mình hãy sử dụng S2B, nó đi toilet nó sẽ dễ dàng và thoải mái hơn, vệ sinh cũng là dễ dàng nè. Bạn chỉ cần vệ sinh nó với nước và xà bông, hoặc là kỹ hơn thì có thể vệ sinh dung dịch, vệ sinh phụ nữ để có thể sát khuẩn kỹ hơn. Mà S2B thì bạn có thể độn được, giúp bạn mặc quần tây đi gym hoặc là đi bơi, nó sẽ cảm thấy thoải mái mà có thể chống xả. Đi uống bia mình có thể xả nè, thoải mái luôn, nó không đọng nước, không giữ mùi, cho nên là hãy sử dụng đi, mình thấy nó rất là hiệu quả. Và đây là cuối clip rồi, nên mọi người cảm thấy video này cảm thấy hiệu quả và thích, hãy bấm like và đăng ký cho kênh của mình để theo dõi thêm nhiều video clip mới nha. Và mọi người muốn mua sản phẩm thì hãy inbox cho mình qua Zalo cũng như là Facebook, mình sẽ để ở dưới phần miêu tả để mọi người có thể chủ động liên lạc với mình dễ dàng hơn nha. Bye bye mọi người.